Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Lào Cai là một trong 12 tỉnh thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm tất cả các nội dung của chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 22 tháng 4 năm 2020. Mường Khương tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách nhà nước tại cửa khẩu đường sắt quốc tế Lào Cai. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, trên cơ sở đề xuất của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý chia 63 tỉnh thành theo 3 nhóm: nhóm nguy cơ cao, nhóm nguy cơ và nhóm nguy cơ thấp. Trong đó, nhóm nguy cơ cao gồm 12 tỉnh thành phố là Bắc Ninh, Bình Thuận, Đà Nẵng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Lào Cai, Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh, Tây Ninh, Hà Tĩnh. Các tỉnh này tiếp tục thực hiện nghiêm tất cả các nội dung của chỉ thị 16, trong đó có giãn cách xã hội ít nhất thêm một tuần nữa, đến hết ngày 22 tháng 4, tùy tình hình có thể kéo dài đến ngày 30 tháng 4. Đây là các tỉnh thành nằm trong số 27 địa phương có người mắc COVID-19. Theo đó, mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như là mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh, dịch vụ hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Tuy là 12 tỉnh có nguy cơ cao, nhưng nhóm này cần quan tâm đến sản xuất, xây dựng hạ tầng, tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa. 51 tỉnh thành còn lại được chia thành nhóm nguy cơ và có nguy cơ thấp. Trong đó, 15 tỉnh thành phải tiếp tục thực hiện có lộ trình chỉ thị 16 và thực hiện nghiêm toàn bộ chỉ thị 15. Còn 36 tỉnh thành có nguy cơ thấp phải thực hiện nghiêm chỉ thị 15. Thủ tướng cũng quyết định tiếp tục hạn chế người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam như hiện nay. Cùng với việc tuyên truyền vận động nguồn lực ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19, công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo trong quý 1 năm 2020 cũng được Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện hiệu quả. Cụ thể, từ nguồn quỹ vì người nghèo, Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố đã đôn đốc cơ sở đẩy nhanh tiến độ thực hiện làm nhà đại đoàn kết, hỗ trợ cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng như thực hiện hỗ trợ trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Kết quả, trong quý 1 năm 2020, Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh đã hoàn thiện và bàn giao 10 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền hỗ trợ là 340 triệu đồng. Thực hiện sửa chữa 3 nhà cho hộ nghèo với tổng kinh phí hỗ trợ là 27 triệu đồng. Riêng Mặt trận Tổ quốc thành phố Lào Cai hỗ trợ trên 47 triệu đồng từ nguồn quỹ vì người nghèo thành phố cho 30 hộ gia đình nghèo bất khả kháng. Thực hiện phân bổ 200 triệu đồng hỗ trợ trao học bổng cho học sinh nghèo, chăm ngoan, hiếu học thông qua hội khuyến học tỉnh từ nguồn quỹ vì người nghèo cấp tỉnh. Bên cạnh đó, công tác cứu trợ cũng được Mặt trận các cấp phối hợp thực hiện tốt, hiệu quả. Trong quý 1, Mặt trận các cấp đã phối hợp cùng cấp ủy chính quyền, ban ngành đoàn thể địa phương và kêu gọi các mạnh thường quân thực hiện thăm hỏi, hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn với tổng số tiền gần 200 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm, lương thực. Qua đó kịp thời động viên chia sẻ khó khăn, giúp các hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Xuất phát từ ý tưởng các cây ATM phát gạo miễn phí ở một số tỉnh thành trong cả nước, nhóm học sinh trong câu lạc bộ STEM của trường Trung học phổ thông số 1 thành phố Lào Cai đã sáng chế thành công cây ATM phát gạo miễn phí tại thành phố Lào Cai. Ngay sau khi triển khai ý tưởng, đông đảo phụ huynh và học sinh trong trường, các hộ dân xung quanh trường cũng như các nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố đã tham gia đóng góp gần 5 tấn gạo và gần 16 triệu đồng tiền mặt. Cây ATM phát gạo miễn phí sẽ bắt đầu hoạt động từ sáng ngày 16 tháng 4. Địa điểm đặt tại cổng trường Trung học phổ thông số 1 thành phố Lào Cai. Đây là cây ATM phát gạo miễn phí đầu tiên tại tỉnh nhằm đồng hành giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Nếu bạn cần, hãy đến lấy. Nếu bạn ổn, hãy nhường người khác. Nếu bạn có, hãy đóng góp thêm. Đó là thông điệp được phát ra từ cây ATM phát gạo miễn phí thấm đậm tình người này. Khử khuẩn bề mặt thiết bị máy móc sau khi sử dụng tại các công trường, đo thân nhiệt cho người ra vào công trình, người lao động vào đầu và cuối mỗi ca làm việc, bố trí vị trí các nhóm công nhân làm việc đảm bảo không tập trung quá đông người một điểm thi công.
đó là những việc làm đã được đơn vị thi công trên công trình cụm liên trường phường Kim Tân, thành phố Lào Cai thực hiện nhằm chung tay ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Dự án đầu tư xây dựng cụm liên trường phường Kim Tân, thành phố Lào Cai là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh và là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp. Chính vì vậy, dự án đang được các nhà thầu đẩy nhanh thi công. Nếu như trước kia, việc ưu tiên đảm bảo tiến độ chất lượng công trình được đưa lên hàng đầu, thì nay nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại công trường cũng được đặt quan trọng không kém. Để tránh tình trạng tập trung đông người, mỗi tốp thi công tối đa không quá 10 người và phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét. Khi mà lao động ấy, thì là nó cũng hơi khó chịu một chút, nhưng mà đeo trong vòng 3-4 ngày sau thì lại quen. Bên cạnh việc đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình để đáp ứng với quy định về phòng chống dịch bệnh, nhà thầu và các đơn vị thi công đã phải thay đổi kế hoạch, phương án thi công phù hợp. Những công việc như tổng vệ sinh, thu dọn công trường, phối hợp với các cơ quan y tế trong việc khử trùng trong phạm vi công trường và các khu vực lân cận đã được triển khai. Công nhân ra vào công trường đều phải khai báo, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn. Việc khai báo y tế cũng được thực hiện nghiêm túc. Thứ nhất là gồm có những cái nội quy để đi vào công trường. Đấy, thứ hai nữa là khi công nhân vào công trường là sử dụng nước sát khuẩn cộng với cả là toàn bộ công nhân là được công ty là đã cấp và khẩu trang để cho công nhân vào làm. Bên cạnh đó là bên phường ủy ban nhân cùng kết hợp với cả ủy ban nhân dân phường Kim Tân đã khai báo y tế và khai báo đối với người đi và người đến. Đến thời điểm hiện nay, công tác phòng chống dịch trên công trường cụm liên trường phường Kim Tân, thành phố Lào Cai đang được thực hiện tốt. Chưa phát hiện trường hợp nào có vấn đề về sức khỏe. Nhà thầu và đơn vị thi công đang gấp rút triển khai các kế hoạch để đảm bảo hoàn thành công trình đúng tiến độ, góp phần đưa công trình vào sử dụng trong thời gian sớm nhất. Chào mừng Đại hội Đảng các cấp tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 14 tháng 4, Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai đã ra quyết định xử phạt 12 trường hợp vi phạm Nghị định 176 năm 2013 của Chính phủ, quy định xử phạt hành chính về lĩnh vực y tế. Chiều ngày 14 tháng 4 năm 2020, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an xã Đồng Tuyển phát hiện 12 trường hợp đang có hành vi chụp ảnh hoa lục bình tại khu vực lòng hồ Apatit tại thôn 4, xã Đồng Tuyển. Công an xã Đồng Tuyển đã báo cáo lãnh đạo công an thành phố đưa số người trên về trụ sở làm việc. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của xã đã ra quyết định xử phạt 12 trường hợp này về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế với mức phạt 200.000 đồng trên người. Trước đó, từ ngày 11 tháng 4, lực lượng chức năng đã thường xuyên nhắc nhở những người dân có hành vi đến tham quan, chụp ảnh tại khu vực hồ thải xã Đồng Tuyển, bất chấp lệnh giới nghiêm của Chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi tỉnh ủy có chủ trương lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, huyện ủy Mường Khương đã chỉ đạo tổ chức tuyên truyền và tập trung thảo luận sâu rộng tại Đảng bộ các cấp cơ sở. Qua thảo luận, các ý kiến bày tỏ sự đồng thuận cao với những đánh giá của Đảng bộ tỉnh, đồng thời có những góp ý hết sức thiết thực vào báo cáo chính trị nổi bật là công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm gắn với thực hiện các dự án phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Với đặc thù là huyện Thuận Nông, cấp ủy chính quyền các địa phương tại Mường Khương cũng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến nội dung dự thảo của Đảng bộ tỉnh, đánh giá về những hạn chế, khuyết điểm trong sản xuất nông nghiệp. Đối chiếu so sánh với thực tế nhiều địa phương là rất sát hợp. Chính vì vậy, trong phần 2, định hướng phát triển, mục số 5, thực hiện tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội, các địa phương tại Mường Khương mong muốn Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách, biện pháp hỗ trợ cho người dân phát triển kinh tế, khắc phục tư tưởng trông chờ ỷ lại, chủ động thay đổi tập quán canh tác, nâng cao thu nhập, thu hẹp khoảng cách giữa các xã trong tỉnh. Sau khi có cái dự thảo của Đảng bộ tỉnh thì chúng tôi cũng đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng và thảo luận sâu ở các cái chi bộ. Thế thì qua coi như là tổng hợp các ý kiến thì người dân chủ yếu là vẫn tập trung vào cái hướng đó là cũng mong muốn là tỉnh là có cái cơ chế quan tâm đặc thù đối với cái xã Dìn Chin, nó là một cái xã đặc biệt khó khăn, thì là có thể các cái nguồn lực đầu tư, ví dụ như là xây dựng, tiếp tục coi mở rộng xây dựng các cái con đường giao thông nông thôn, giao đi các cái nơi sản xuất,
Đấy, rồi là để coi như là khai thác các cái vùng đất, ví dụ như không có đường giao thông thôn ấy thì là các cái vùng đất là bỏ hoang rất nhiều bởi vì sản phẩm làm ra là không vận chuyển được về nhà. Thế thì đấy là cái mà người dân là kỳ vọng mong muốn. Cái thứ hai là cái cơ chế về coi như phát triển kinh tế ấy, xuất đầu tư, xuất vay ấy, tạo được cái cú ích, cái đòn bẩy để thoát nghèo bền vững. Bà con nhân dân cũng như cấp ủy chính quyền địa phương cũng mong muốn để từng bước đạt hàng xóa đói giảm nghèo và từng bước rút ngắn khoảng cách giữa với các xã bản, thì cũng kính mong được tỉnh ủy Lào Cai cũng như các cấp các ngành đến huyện quan tâm đầu tư hỗ trợ cho bà con nhân dân xã hàng như là chương trình 3 năm 30A, con giống, cây giống, và đặc biệt là xã cũng đang hướng trong nhiệm kỳ này và đặc biệt năm 2020 cũng đang hướng một số cây trồng ôn đới như cây mận chín sớm và cây lê vào giả thàng. Kính mong được các cấp các ngành quan tâm hỗ trợ đầu tư bằng chương trình dự án cụ thể cho xã. Những năm qua, thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta về chăm lo phát triển khu vực kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nông dân, Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã chủ trương hướng mạnh về cơ sở thông qua hàng loạt những chương trình, dự án nhằm huy động tối đa các nguồn lực đầu tư, tạo điều kiện để người dân vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Theo nghị quyết số 06 tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 15, gia đình anh Thảo Tráng, thôn Sú Dí Phìn, xã Tả Thàng, thuộc diện được vay nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên. Từ nguồn vốn vay 50 triệu đồng, cộng thêm sự hỗ trợ định hướng của cấp ủy chính quyền địa phương, gia đình anh hiện đang tập trung vào hướng phát triển nuôi trâu hàng hóa với mong muốn sẽ nâng cao thu nhập, sớm vươn lên thoát nghèo. Chỉ có trồng ngô, trồng lúa để đủ ăn thôi, không có gì để bán cả. Tiền thì cũng chỉ vay hàng chính sách trong nuôi. Nông thôn vùng cao Lào Cai, nơi cư trú của trên 70% dân số địa phương, đang chứng kiến những đổi thay kỳ diệu. Và những ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Mường Khương vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 cũng chính là niềm tin, sự kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục đưa ra những quyết sách tạo sự phát triển mới giữa các vùng miền, địa phương trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, Chi cục Hải quan ga đường sắt quốc tế Lào Cai được giao chỉ tiêu pháp lệnh thu ngân sách 375 tỷ đồng. Để hoàn thành được số thu này, đơn vị xác định tiếp tục duy trì tốt công tác phối hợp với các lực lượng liên ngành trong phòng chống dịch COVID-19, tập trung nắm bắt nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp để có những hỗ trợ sát hợp nhất với thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập khẩu, người và phương tiện xuất nhập cảnh, ghi nhận của phóng viên thời sự. Ga liên vận quốc tế Lào Cai, những chuyến tàu xuất nhập khẩu vẫn đều đặn lăn bánh, vận chuyển các mặt hàng thiết yếu để phục vụ nhu cầu sản xuất tại Lào Cai và cả nước. Trong bối cảnh chung, phải thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, công tác phối hợp giữa các lực lượng liên ngành được quán triệt và thực hiện đồng bộ. Giải pháp bố trí một phòng cách ly riêng cho đội ngũ nhân viên lái tàu hàng và các lực lượng thực hiện nhiệm vụ sau mỗi chuyến tàu, đảm bảo cho hàng hóa được thông quan thông suốt, nhanh chóng, hoạt động xuất nhập khẩu không bị ngừng trệ. Phối hợp với các ngành như là biên phòng, kiểm dịch y tế quốc tế cũng như là bên nhà ga là cách ly nhân viên khi tham gia xuất nhập cảnh là nhân viên lái tàu để vận chuyển hàng hóa cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu để tránh tình trạng tồn đọng hàng hóa tại khu vực cửa khẩu. Hàng hóa phía Trung Quốc nhập vào Việt Nam tôi giải quyết thủ tục luôn trong ngày. Hầu hết là các cái toa hàng được nhập khẩu về, các lô hàng được nhập khẩu về được thông quan luôn. Cái lưu lượng hàng hóa thông quan qua cửa khẩu đến thời điểm này thì so với cùng kỳ năm trước là có tăng hơn. Nắm bắt nhu cầu sản xuất thiếu hụt nguyên liệu của doanh nghiệp, Chi cục Hải quan ga đường sắt Lào Cai đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn kịp thời nắm bắt để có những hỗ trợ về thủ tục thông quan, đảm bảo cho hàng hóa thông quan không bị tắc nghẽn. Với 23 doanh nghiệp thực hiện các thủ tục thông quan, 3 tháng đầu năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua ga đường sắt quốc tế Lào Cai đạt trên 76 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Số thu ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm đạt trên 121 tỷ đồng, tăng 4,9% so với cùng thời điểm năm trước. Ngay từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát thì thực hiện chỉ đạo của cấp trên cũng như là của cơ quan các ban ngành về phòng chống dịch bệnh thì chúng tôi đã triển khai và phối hợp với các doanh nghiệp trong cái giải quyết cái thủ tục hải quan như là những cái giải pháp mà cụ thể là như là thực hiện
tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp trong khai báo thủ tục hải quan, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất để thực hiện cái thủ tục giải quyết hàng hóa xuất nhập khẩu không bị tắc nghẽn, cũng như là vẫn đảm bảo cái việc thời gian thông quan hàng hóa. Hàng hóa qua chúng tôi đây là chủ yếu là các cái phân bón, các loại phân bón và các loại phân bón về để doanh nghiệp nhập về qua đây để về lại tiếp tục sản xuất phân bón để cung cấp cho nguồn phân bón trong nước, và mặt hàng than cốc để nhập về để phụ sản xuất cho các nhà máy phốt pho ở khu công nghiệp Tàng Lỏng. Chi cục chúng tôi có làm việc với các doanh nghiệp mà có thực hiện sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Hàng sản phẩm xuất khẩu của công ty thì hoàn toàn là xuất qua cảng Hải Phòng, ưu tiên nộp thuế và làm thủ tục tại địa bàn Lào Cai và nộp thuế trên địa bàn tỉnh. Năm 2020, Chi cục Hải quan ga đường sắt quốc tế Lào Cai được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu pháp lệnh thực hiện số thu ngân sách là 375 tỷ đồng, Tổng cục Hải quan giao 425 tỷ đồng, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu phấn đấu là 540 tỷ đồng. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang tác động đến mọi thành phần kinh tế, để thực hiện số thu trên thì những giải pháp mà Chi cục Hải quan ga đường sắt quốc tế Lào Cai đưa ra là điều kiện thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập khẩu, người và phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu đường sắt quốc tế Lào Cai. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên nhiều mặt hàng nông sản của Lào Cai không xuất khẩu được, trong đó có mặt hàng về quế. Vì vậy, theo khuyến cáo của cơ quan kiểm lâm tỉnh, nông dân tạm thời không khai thác sơ chế vỏ quế, đợi thị trường ổn định mới khai thác trở lại. Một năm, nông dân có hai thời điểm bóc vỏ quế là vào tháng 3, tháng 4 và tháng 8, tháng 9 âm lịch. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các mặt hàng về quế không xuất khẩu được. Vì vậy, cơ quan kiểm lâm tỉnh khuyến cáo nông dân tạm dừng khai thác quế để đảm bảo chất lượng, giảm áp lực trong việc bố trí kho bảo quản. Thay cho việc khai thác, thời gian này nông dân nên tập trung vào việc chăm sóc, tỉa cành đúng kế hoạch. Tỉnh Lào Cai hiện có hơn 25.000 hectare quế, diện tích này đã vượt quy hoạch. Vì vậy, việc tập trung chăm sóc sẽ giúp cho nông dân có những nương quế chất lượng, cho thu nhập cao hơn khi hoạt động xuất khẩu thuận lợi trở lại. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lĩnh vực chế biến lâm sản thì gần như không hoạt động. Việc tiêu thụ các sản phẩm phụ từ rừng như thảo quả, nấm hương, măng không xuất khẩu được cũng gây khó khăn về kinh tế cho một bộ phận nhỏ nông dân. Thưa quý vị và các bạn, 12 trên 12 dịch vụ trực tuyến cấp độ 4 của ngành điện đã được kết nối cổng dịch vụ công quốc gia. Đây là bước tiến mới của toàn ngành nhằm góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng sử dụng điện. Tại thành phố Lào Cai, việc triển khai các dịch vụ công đã bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, rút ngắn đáng kể thời gian, chi phí đi lại cho nhân dân khi có giao dịch với ngành điện. Để có điện phục vụ sinh hoạt của công nhân xây dựng, cũng như chuẩn bị lắp đặt điện sinh hoạt cho căn nhà mới này, chị Đào Thị Hường ở thôn Bản Quẩn, xã Bản Việt, huyện Bảo Thắng sẽ phải thực hiện thủ tục cung cấp điện mới từ lưới hạ áp. Nếu như trước đây, chị Hường phải đến tận bộ phận một cửa của Điện lực thành phố Lào Cai để thực hiện các thủ tục này. Tuy nhiên, với việc triển khai toàn bộ dịch vụ trực tuyến cấp độ 4 trên cổng dịch vụ công quốc gia, thì chị Hường chỉ cần ngồi tại nhà thông qua máy tính có kết nối Internet là có thể thực hiện được thủ tục lắp điện mới. Vợ chồng tôi có đăng ký qua cổng dịch vụ công, được thủ tục được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện. Sau đăng ký 2 đến 5 phút đã có giao dịch viên gọi điện chăm sóc và tư vấn đầy đủ tận tình. Nếu so với trước đây, tôi thấy nhanh hơn rất nhiều. Không chỉ có các hộ dân đơn lẻ được hưởng lợi từ việc triển khai dịch vụ công mức độ 4 của ngành điện trên cổng dịch vụ công quốc gia, các doanh nghiệp cũng đã thuận tiện hơn rất nhiều trong thực hiện các giao dịch hành chính công với ngành điện. Đặc biệt, mọi hồ sơ, thủ tục của khách hàng sẽ được đơn giản hóa và thuận tiện. Một số giấy tờ cần thiết sẽ được thay thế bằng các thông tin người dùng đã được cổng xác thực và định danh. Thì hiện tại ở công ty ấy, thì mỗi lần mà cái thiết bị mà đo đếm điện ấy, thì mỗi khi mà mình chốt số điện chẳng hạn thì cũng rất là khó khăn. Thì mình cũng muốn chuyển qua ra một vị trí mới để mà thuận tiện hơn trong cái công tác chốt số điện. Thì như trước đây ấy, thì mỗi lần mà có những cái thay đổi liên quan tới thiết bị thì đều phải là ra sở điện lực để làm việc mọi thủ tục. Nhưng mà tuy nhiên thì có một cổng điện tử ra thì đã
giảm rất là nhiều cái thời gian đi lại cho công ty, thuận tiện hơn cho công việc. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế, quản trị của doanh nghiệp. Hiện nay, Công ty Điện lực Lào Cai đang triển khai nhiều biện pháp truyền thông để người dân, doanh nghiệp biết về các lợi ích của cổng dịch vụ công quốc gia mang lại, từ đó nâng cao tỷ lệ giải quyết công việc giữa ngành điện với các tổ chức cá nhân trên cổng. Tính từ đầu tháng 3 đến nay, đã có trên 2.000 hồ sơ của người dân, doanh nghiệp được thực hiện trên cổng dịch vụ công quốc gia. Nhằm tạo thuận tiện tối đa cho người sử dụng điện, đơn vị phấn đấu toàn bộ công việc liên quan đến dịch vụ khách hàng sẽ được thực hiện qua cổng dịch vụ công quốc gia. Để thực hiện được cái mục tiêu đó ấy, thì công ty Lào Cai cũng đã chuẩn bị một cái lực lượng đủ điều kiện để làm sao đáp ứng được theo cái nhu cầu của bà con nhân dân trong cái việc mà thực hiện các cái dịch vụ khi người dân người ta cần thiết. Thì ở đây thì chúng tôi cũng đã có những cái chỉ đạo và cũng đã các cái đơn vị chúng tôi cũng đã có cái phối hợp cùng với cả chính quyền địa phương và cán bộ của ngành điện cũng sẽ xuống trực tiếp các cái khu vực dân cư để tuyên truyền. Và tại các khu vực dân cư đấy chúng tôi cũng đã có những cái quảng cáo và những cái hướng dẫn để sử dụng các cái dịch vụ công đó. Với việc toàn bộ 12 trên 12 dịch vụ trực tuyến cấp độ 4 của ngành điện đã được kết nối cổng dịch vụ công quốc gia, khi người dân, doanh nghiệp và tổ chức có yêu cầu về dịch vụ điện chỉ cần truy cập vào địa chỉ www.dịchvucong.gov.vn để thực hiện giao dịch. Điều này khẳng định mạnh mẽ quyết tâm toàn ngành điện trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ người sử dụng điện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.